chào các bạn, hôm nay Web Cây Cảnh xin giới thiệu đến với các bạn hệ thống tưới phun xương giá rẻ. Hệ thống tưới phun xương giá rẻ này phù hợp để tưới tường cây, cây treo, chậu cây trên cao hoặc khu vườn có diện tích không quá lớn. Ưu điểm của cây treo và tường cây là giúp tiết kiệm không gian, trang trí những mảng tường trống, giúp không gian xanh mà không tốn nhiều diện tích, lên rất nhiều chung cư và văn phòng đã lựa chọn. Mình đã chăm sóc cây treo và tường cây rất nhiều thì việc tưới nước khá là khó khăn và bất tiện. Khi tưới nước, đất bị xô ra ngoài. Mặc dù đôi khi nước đã tràn chậu nhưng đất vẫn ẩm không đều, thì hệ thống tưới phun xương này giúp giải quyết được những nhược điểm trên. Nước tưới như hạt xương giúp đất ẩm đều và không bị xô đất ra ngoài. Đã có nhiều giải pháp tưới phun xương thì vì sao bạn lại chọn giải pháp tưới phun xương giá rẻ này? Mình cũng đã tìm hiểu một số giải pháp tưới phun xương và đã có mua thử một giải pháp ở đây. Và trước đây mình cũng đã có thử làm một giải pháp nữa thì kết quả khá giống nhau và không như mình mong muốn, nước ra không được như hạt xương. Mặc dù giải pháp này mình thấy đã có khá hơn lần trước nhưng vẫn không hài lòng vì có chỗ phun xương được, có chỗ không. Và sau khi tìm hiểu kỹ để phun xương được đều thì bạn phải mua thêm một chiếc máy tăng áp suất hơn 1 triệu cộng với tiền mua đầu phun xương và dây ở đây. Như vậy thì quá cao để có thể tưới cây. Nhưng hệ thống phun xương giá rẻ này có thể tưới được 2m² mà chỉ tốn 200.000 đồng. Như bạn thấy, nước ra rất đều, nhỏ li ti như hạt xương mặc dù vẫn dùng vòi nước như trên. Việc tưới cây của bạn sẽ trở nên chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Chỉ việc vặn van nước, ngồi đọc báo hoặc lướt Facebook 5 đến 10 phút, sau đó tắt vòi nước là xong. Hy vọng giải pháp này sẽ giúp cây bạn luôn xanh tốt và tiết kiệm được chi phí cho bạn. Web Cây Cảnh xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi video.